Xin chào quý vị đã trở lại với kênh YouTube của bạn vẽ nhà. Khi đến với bạn vẽ nhà, quý vị có hơn 10.000 mẫu mã đẹp hiện đại phù hợp mỗi yêu cầu để lựa chọn với đơn giá không thể hợp lý hơn, chỉ 6.900.000 đồng cho một bản vẽ, hỗ trợ miễn phí hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Đặc biệt quý vị không cần mất thời gian chờ đợi thiết kế, được toàn quyền kiểm tra khi nhận bản vẽ tại nhà rồi mới thanh toán, thậm chí hỗ trợ thi công giám sát nếu gia chủ cần. Đây là toàn bộ những ưu việt quý vị có thể sở hữu khi chọn cho mình một bản vẽ ở bạnvẽnhà.com.vn. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị bản vẽ của một ngôi nhà 2 tầng mái Nhật phong cách hiện đại. Đây là một mẫu nhà được đánh giá là khá sang trọng. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn ngắm vẻ đẹp căn nhà qua những bản vẽ phối cảnh 3D, hình khối ngôi nhà bề thế vuông vức rất đặc trưng của một công trình hiện đại modernism, từ sơn màu trắng màu ghi nổi bật bởi mảng tường ốp gạch thẻ tạo thành một tổng thể rất thu hút. Phần mái Nhật màu ghi đậm tạo cảm giác tao nhã, một vẻ đẹp kết hợp hài hòa giữa mái Thái phong cách châu Âu. Một điểm đáng chú ý của công trình là phần giàn hoa được sơn trắng, giúp căn nhà trở nên mềm mại hơn. Ngắm nhìn khu vực sảnh chính, quý vị có thể thấy hai chiếc cột hiên trắng rãnh đen vững chắc, chân cột ốp gạch thẻ hài hòa với màu sắc tổng thể. Bậc tam cấp được ốp gạch granite màu đen cổ trắng, tam cấp tượng trưng cho thiên địa nhân theo phong thủy. Cửa đi chất liệu gỗ tăng thêm vẻ sang trọng và ấm cúng cho ngôi nhà. Hệ thống cửa sổ sử dụng chất liệu nhôm hệ kết hợp kính, giúp lấy sinh khí, ánh sáng, gió vào không gian bên trong. Tiếp theo, xin mời quý vị quan sát bản vẽ mặt bằng để xem phân chia không gian bên trong như thế nào. Vì ngôi nhà có 2 tầng nên sẽ có 2 mặt bằng phân chia nội thất khác nhau. Với bản vẽ mặt bằng nội thất tầng 1, chúng ta sẽ thấy được chiều rộng ngôi nhà là 8,49m, chiều dài là 14,34m, diện tích sử dụng sẽ vào khoảng 230m2. Quý vị có thể thấy tầng 1 được thiết kế gồm một phòng khách và sảnh, một phòng bếp ăn, một phòng ngủ master có nhà vệ sinh riêng, một phòng ngủ thường và một nhà vệ sinh chung. Với diện tích này phải nói là khá thoải mái để các thành viên trong gia đình sinh hoạt. Dựa trên bản vẽ có thể thấy ngôi nhà có 3 lối tiếp cận, một lối từ cửa chính vào phòng khách, một lối từ nhà bếp ra khu vực sảnh phụ, một lối cửa hậu. Ngôi nhà có 3 lối tiếp cận như vậy rất tốt về mặt phong thủy. Tiếp theo sẽ đến bản vẽ mặt bằng nội thất tầng 2. Tầng 2 được thiết kế gồm một phòng thờ có cửa mở ra ban công và sân chơi thông thoáng, một phòng ngủ master có nhà vệ sinh riêng, hai phòng ngủ thường trong đó có một phòng ngủ có ban công riêng, một nhà vệ sinh chung. Cầu thang được đánh số 25 bậc, rất hợp với phong thủy. Cả bố trí không gian của cả hai tầng đều vô cùng hợp lý. Chúng tôi vừa giới thiệu quý vị những bản vẽ mặt bằng cũng như những bản vẽ phối cảnh 3D của căn nhà 2 tầng mái Nhật phong cách hiện đại. Nếu như quý vị có mong muốn sở hữu cho mình bản vẽ này gồm cả mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt cũng như các bản vẽ chi tiết để lên phương án xây dựng ngôi nhà của mình, hãy truy cập ngay website của chúng tôi www.bạnvẽnhà.com.vn. Chỉ với 6.900.000 đồng, quý vị đã có được bản vẽ thiết kế thật chất lượng từ những kiến trúc sư chuyên nghiệp của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.